Cơ sở Lát Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan theo tổ quốc nha. Hôm nay là ngày mùng 6, mùng 7 nhỉ? Hôm nay ngày mùng 7 rồi. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019 đó. Đấy, em quên hết cả ngày tháng mọi người. Cơ sở chúng em tiếp tục có những loại lan mới về để chia sẻ mọi người đây. Thì trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở chúng em có để chia sẻ mọi người, thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền nhé các bạn nhé. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Và hình thức bán hàng của em thì em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp qua hai số điện thoại là 0984754102 và số 0967615815 ạ. Và chúng em sẽ nhận trực tiếp các cuộc gọi các bạn để đặt hàng hoặc là nhắn tin trực tiếp cho chúng em. Rồi chúng em sẽ gửi hàng COD đi cho các bạn trong ngày luôn. Hình thức thanh toán thì các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp cho nhân viên phát hàng tận tay cho các bạn nữa. Đó. Thì em sẽ gửi lan đi toàn quốc cho các bạn luôn. Các bạn còn ở khắp mọi miền tổ quốc đặt hàng với em đều gửi hàng được. Sau khoảng 2 hoặc 3 ngày là các bạn nhận được lan rồi. Đấy. Hình thức vận chuyển bây giờ càng ngày càng cải thiện về cái dịch vụ đấy. Họ cũng tự cải thiện về cái dịch vụ của họ để họ còn cạnh tranh, họ còn phát triển, nó sẽ được tốt hơn. Như vậy mà, đấy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu từng mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có cho mọi người luôn. Hôm nay thì cũng có khá là nhiều loại dáng hương mà đang có nụ và em có làm hai loại combo các bạn. Combo dáng hương, một combo là họ dáng hương, một combo họ thân thòng. Cái họ thân thòng nó lớn đi tóc tiên cho các bạn luôn. Đấy. Thì cái combo này đếm đếm luôn cho mọi người xem. Gồm có thứ nhất là hoàng nhạn tháng tư này, thứ hai hải yến, và thứ ba là sóc tím. Thứ tư là trồn trắng bắc này. Thứ năm là dáng hương tam bảo sắc. Thứ sáu là dáng hương văn đa. Thứ bảy là dáng hương đuôi cáo. Và thứ 8 thì có cái kiếm và lan hài nữa các bạn ạ. Đấy, cái kiếm tiên vũ và cái phần lan hài. Đấy, gồm có 3, 6, 9 loại. Đấy, 9 loại lan này có giá là 450.000 nữa các bạn. Đấy, tương đương mỗi loại là 50.000 thôi. Đó. Mà có những loại là rất là đắt tiền. Ví dụ như loại này đây thì nó không chỉ là 50.000 nữa mà nó xứng đáng là tầm khoảng 80 đến 100.000 rồi các bạn. Đây là hoàng nhạn tháng 4 nhé các bạn. Hoàng nhạn tháng 4 thì cho hoa rất là thơm và giá cả của nó cũng khá là đắt đỏ. Hôm nay em cũng có cả hàng kg để chia sẻ với mọi người. Đó. Đây là phần hoàng nhạn tháng 4 nhá. Còn ở đây là hải yến đây. Hải yến thì bây giờ đang nụ nhưng mà thực sự là những cái nụ của nó rất dễ bị hỏng nên là về việc để chúng ta chơi hoa ngay trong năm nay thì chưa thể được các bạn ạ. Tại vì cái nụ của nó kể cả lúc còn tươi lấy về vận chuyển đến nhà các bạn thì nó vẫn những cái nụ đấy nó cũng vẫn bị héo thôi. Đó. Còn đây là sóc tím. Cái sóc tím thì bây giờ đang sổ hoa rồi các bạn. Đấy, bây giờ đang là mùa sổ hoa rồi. Sóc tím thì hoa rất là tím luôn các bạn. Đây những cái bông đá tàn rồi cho rất tím và mùi hương rất là thơm nhá. Mùi hương của dòng này khá là khác lạ so với dòng khác. Đấy. Đó. Còn đây là chồn bắc đây. Nói chung là combo thì toàn là hàng rỗng thôi. Đấy. Còn đây là tam bảo sắc này các bạn. Đấy, dáng hương tam bảo sắc nhé các bạn nhé. Đấy, nói đến combo thì dành cho những người là mới bắt đầu tập chơi lan, tập ghép. Để có luôn cùng lúc là nhiều loại lan để chúng ta ghép luôn một lúc. Để chúng ta chăm sóc nhé các bạn nhé. Thì chủ yếu nó toàn hàng rỗng, hàng cây nhỏ thôi. Còn đây là dáng hương đuôi cáo đây, dáng hương đuôi cáo thì bây giờ đang nụ như này các bạn ạ. Đó, nhưng mà những cái nụ này bây giờ dài quá rồi lúc vận chuyển đó, nó bị gãy các bạn. Nên là chúng ta cũng rất khó để xem hoa trong năm nay nhá. Còn đây là lan kiếm tiên vũ. Lan kiếm tiên vũ thì cái này thì là một, nó là một tép một củ thôi. Đấy, lan kiếm tiên vũ này để cho chúng ta quay số. Thực sự nếu mà chúng ta quay ra được một cây mà hoa vàng hoặc là hoa xanh thì đấy, thì hoặc là ra cánh mai chẳng hạn thì nó sẽ rất có giá nhé các bạn nhé. Lan tiên vũ này đấy. Còn đây là lan tiên hài nhé.
Đấy, lan tiên hài chúng ta trồng một chậu rất là đẹp luôn. Dòng này cũng rất là dễ trồng. Lan tiên vũ với lan tiên hài này thì chúng ta trồng vào chậu nhé các bạn nhé. Trồng xuống chậu bằng vỏ thông hoặc bằng sơ dừa, bằng dớn chẳng hạn. Đấy, nó sẽ phát triển rất là tốt luôn. Và còn tiếp theo đây em có một dáng hương, một combo về dòng hoàng thảo, thân thảo nhé các bạn. Đấy, và ở đây em có ghép luôn vào đây cho một phần lan tóc tiên bắc nhé mọi người nhé. Đây lan tóc tiên bắc nhá. Dòng này thì nó cũng thuộc về dạng rễ gió, nó thích hợp ghép ở cây gỗ lũa hơn, nhưng mà trồng chậu vào thông được các bạn này. Đấy, còn ở đây là hoàng phi hạc. Đấy, hoàng phi hạc nhé các bạn nhé. Còn đây là ngọc thạch bắc này. Ngọc thạch bắc thì bây giờ đang nụ như những thân như này thì vẫn chưa thấy xuất hiện nụ đâu các bạn ạ. Đấy, nó đang như thân này đây đang nụ rồi đây. Đấy. Đó, và còn đây là hoàng lạp. Đây lan hoàng lạp nhé các bạn. Đó. Và ở đây là long tu xuân này. Long tu xuân đây. Đây long tu xuân ạ. Và còn ở đây là đùi gà tròn nhé các bạn. Đùi gà tròn cũng là hàng giống đây này các bạn. Đây đùi gà tròn ạ. Đùi gà tròn thì vừa rồi mới tàn hết hoa này. Bây giờ cái những cái quả của nó đã to bằng này rồi. Đấy, cánh hoa thì vẫn còn hơi bám lại tí. Đó. Đùi gà tròn. Và còn ở đây là hạc vĩ bắc. Một phần hạc vĩ bắc này. Còn đây là hoàng thảo xoắn nhé mọi người. Đấy. Cái phần combo dáng hương này thì gồm có 3 6 8 loại. Đấy, gồm có 8 loại có giá là 400.000 nhé các bạn nhé. Đấy. 400.000 cho cái combo dáng hương ạ. Và 400 năm à đâu, 400.000 cho cái combo thân thảo nhé các bạn nhé. Đấy. Gồm có 8 loại. Và gồm có một combo dòng dáng hương thì là 450.000 nhé các bạn nhé, có 9 loại đó. Và tiếp theo đây em giới thiệu về những cái mặt hàng kg mà hôm nay em có để chia sẻ mọi người. Đây thì gồm có, đây là lan hạc vĩ bắc nhé mọi người. Đấy, đó, đây là lan hạc vĩ bắc ạ. Bây giờ lan hạc vĩ bắc đang ra những cái mầm, nó dài độ khoảng 20 cm rồi. Cái này về chúng ta ghép lên rồi phun B1 nhé, chứ không cần phải ngâm nữa các bạn ạ. Đấy, chúng ta về cứ ghép lên xong là chúng ta phun thuốc B1 thôi để kích rễ thôi, và phun thêm phân bón lá. Đấy, chứ không cần phải ngâm nữa. Đó, về cái lan hạc vĩ này. Đấy, lúc này em cầm máy nó không được chuẩn mấy. Đấy, về cái lan hạc vĩ đây đang lên mầm như này nhá các bạn. Đó, đang lên mầm rất là tua tủa luôn, xanh mướt luôn này. Đấy, đó, lan hạc vĩ bắc có giá là 280.000 một kg nhé mọi người. Đó. Và còn ở đây em có mặt hàng châu rừng để chia sẻ mọi người. Đây lan lan châu rừng, đây là châu rừng Lào nhé mọi người nhé. Châu rừng Lào này có giá là 550.000 một kg ạ. Đó, hôm nay chỉ còn độ khoảng 4 hoặc 5 cân gì đấy thôi, không biết là các bạn hôm qua đã nhận đơn nhiều chưa. Đấy, 550.000 một kg nhé. Và còn tiếp theo đây em có lan chồn tím, chồn Lào đấy ạ. Chồn tím chồn Lào này thì bây giờ đang sổ hoa đấy. Đấy, như các bạn thấy hoa rất là tím đậm nhá các bạn nhá. Hoa rất là tím đậm và cho mùi hương rất là thơm ạ. Về cái chồn tím này có giá là 160.000 một kg nhé mọi người. Đấy, 160.000 một kg ạ. Hoặc là các bạn có thể mua theo từng bó như này. Đấy, mỗi bó là 80.000 một bó. Đó, mỗi bó nó tương ứng chứ độ khoảng 5 lạng. Đó. Và còn đây là hoàng thảo vôi này. Đấy, hoàng thảo vôi thì bây giờ cũng đang lên mầm như này nhé mọi người. Đấy, cây đang lên mầm này. Đấy, hoàng thảo vôi đấy. Hoàng thảo vôi có giá là 280.000 một kg đấy. Đấy, về cái hoàng thảo vôi năm nay rất ít hàng. Hoàng thảo vôi với cái long tu xuân năm nay cực kỳ là ít hàng luôn. Và còn ở đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn rừng Tây Bắc nhé các bạn nhé. Nhưng mà hàng khá là xấu thôi, chỉ là hàng rỗng, với bán với cái mức giá rất là rẻ luôn là 180.000 một kg nhé mọi người. Đó, đùi gà tròn ạ. Và còn ở đây là lan hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì bây giờ có những khóm nó đã xuống hết lá rồi mọi người. Đấy, tại vì vừa rồi đây nó cũng đã mới tàn hết hoa. Đấy, có những khóm
nó xuống như khóm này đây thì vẫn còn lá này, nó chưa phải xuống hết nhưng mà nó vẫn gần 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 phải xuống hết lá rồi các bạn. Đấy, về cái hoàng thảo xoắn này, hoàng thảo xoắn nay em cũng bán giá là 280.000 1 kg nhé mọi người. Đấy, toàn hàng dề hàng khóm thôi các bạn, 280.000 1 kg ạ. Đó, và còn tiếp theo đây là lan hoàng nhạn tháng tư. Đây, hoàng nhạn tháng tư thì năm nay đây cũng mới là lô hàng đầu tiên mà em có hàng để về để chia sẻ mọi người. Đấy, nó cũng rất là ít hàng. Cái hoàng nhạn tháng tư này cho hoa rất là thơm nhé các bạn nhé. Nó thuộc về dòng giáng hương, chúng ta ghép gỗ hoặc là trồng xuống chậu cũng được. Nhưng mà trồng chậu thì chúng ta cần phải dùng những cái giá thể mà nó thoáng rễ nhé các bạn nhé. Tại vì nó là dòng rễ gió. Đấy, cái hoàng nhạn tháng tư này có giá là 450.000 1 kg nhé các bạn. Đó, 450.000 1 kg hoàng nhạn tháng tư ạ. Hôm nay về được độ khoảng chục cân đây. Đấy. Và còn ở đây là lan Hải Yến. Lan Hải Yến thì cũng có giá là 160.000 1 kg. Đấy, mỗi bó này là 80.000 một bó nhé các bạn. Đấy, một bó như là 80.000 ạ. Đấy, bây giờ cây đang nụ như này nhưng mà lúc vận chuyển thì cho các bạn là thực sự là để cho được những cái nụ này nở bông là cũng khá là khó. Đấy, thì nó sẽ lác đác được một vài bông là đấy, nó sẽ có cố gắng nở được hoa cho để chúng ta xem hoa trong năm nay. Đấy, có những cây là nó đã nở hoa rồi, dòng này cho hoa màu tím cà nhé các bạn. Đấy, như các bạn đang thấy đấy, nó cho bông màu tím cà đấy ạ, màu tím cà rất là đẹp nhé các bạn. Đấy, và tiếp theo đây thì cái tóc tiên này, lan tóc tiên này thì có giá là 150.000 1 kg nhé mọi người. Đó, và còn ở đây là giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc này có giá là 300.000 1 kg. Đấy, loại lá xếp nhé các bạn nhé, cây nó cũng ngắn ngắn vừa vừa thôi nhưng mà nó là lá tỷ lệ lá xếp rất là nhiều, lá lướt rất là ít thôi. Đấy, có giá là 300.000 1 kg ạ. Đó, đó, về cái dáng hương này đây ạ. Đấy, tỷ lệ lá xếp nó chiếm chừng khoảng 70% cơ. Tại vì cái lô hàng này thì bây giờ hàng này về nó cũng không nhiều và càng ngày nó giá nó càng đắt đỏ. Còn ở đây thì có cái lô này thì cây to hơn và cũng có cái giá là đắt hơn nhé các bạn nhé. Đấy, mà tỷ lệ cây xếp cây cây lướt của nó lại nhiều hơn cái giống nhỏ kia. Đấy, cái này thì có giá là 350.000 1 kg nhé mọi người. Đấy, loại cây to như này, cây to này cứ đều đều độ khoảng 15 đến 20 cm á, loại cây ạ. Đấy, như cây này đây độ 20 cm này. Đấy, đó, nó cũng là giáng hương tam bảo sắc cả nhé các bạn. Giáng hương tam bảo sắc có hai loại giá nên là lúc đặt hàng các bạn cứ để ý nói giá với cơ sở chúng em rằng là tôi lấy loại dài hoặc là tôi lấy loại ngắn là giá là 300.000 hoặc là tôi lấy loại dài là 350. Đấy, và còn ở đây là lan tiên hài. Đây, lan tiên hài có giá là 80.000 1 kg thôi. Đấy, dòng này thì khá là rẻ tiền. Và còn ở đây là ngọc thạch bắc. Ngọc Thạch Bắc này thì có giá là 220.000 1 kg nhưng nay em chỉ bán giá là 200.000 1 kg thôi này. Ngọc Thạch Bắc thì bây giờ đang nụ như này nhé các bạn. Đấy, cây đang nụ này. Đấy, cây này còn đang mới bắt đầu nhú nụ đây. Đó, về cái Ngọc Thạch Bắc này mùa này thì nó mới bắt đầu ra hoa. Chứ còn cái Ngọc Thạch Lào thì nó đã ra hoa cách đây độ hơn tháng, gần 2 tháng cách đây rồi. Đấy, về cái ngọc thạch bắc này là 200.000 1 kg nhé. Đấy, và còn ở đây là còn một bó môi tua này. Bó môi tua này là 100.000 này các bạn. Đấy, em còn bó môi tua duy nhất thôi, 100.000 nhận cái bó môi tua này ạ. Đấy, và còn đây là kiều vuông rừng Lào. Kiều vuông rừng Lào này cho bông màu vàng nhé mọi người. Kiều vuông rừng Lào này có giá là 250.000 1 kg này, có độ khoảng 2 kg ở đây. Đó, và còn đây là kiều vuông cam. Kiều vuông cam thì hôm nay còn được ít hàng như này thôi. Kiều vuông cam này thì hàng cũng xấu xấu, em bán thanh lý này 220.000 1 kg. Đấy, ở đây là kiều tím. Kiều tím này thì đang nụ,
Đấy, kiểu tím thì đang nụ. Nhưng mà hôm nay thì em hết hàng rồi, chiều nay mới có hàng về tiếp ạ. Thì các bạn đặt hàng thì em sẽ ghi lại đơn hàng cho các bạn nhé. Kiểu tím thì có giá là 350.000 một kg. Nhưng mà cái phần hàng này thì nó xấu xấu chứ không ấy, thôi thì không bán nữa các bạn. Đấy. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng lạp. Đấy. Cái mẻ lan hoàng lạp cũng rất là đẹp nha mọi người nhá. Cây nó đều đều và toàn là hàng khóm thôi. Đấy. Lan hoàng lạp này có giá là 150.000 một kg nhé mọi người. Đấy. Và còn ở đây là lan trồn trắng trồn bắc này. Thì có giá là 250.000 một kg. Lan trồn trắng á. Đấy. Lan trồn trắng có giá là 250.000 một kg nhé mọi người. Và còn tiếp theo đây là lan tiên vũ này. Lan tiên vũ này có giá là 150.000 một kg thôi mọi người. Đấy. Dòng này là dòng hoa rủ nên là chúng ta trồng chậu, những cái chậu mà cao cao á, lên lúc nó ra hoa bông rất là đẹp nha mọi người. Đấy, dòng này thì bây giờ thị trường dân chúng ta thì cũng nhà nào cũng gần như là có một chậu để chơi. Đấy, về cái lan tiên vũ này mà nói lại vừa rẻ tiền mà cho hoa và cây, nhìn cây lá rất là đẹp luôn ạ. Đấy, về cái lan tiên vũ này đó. Và còn tiếp theo đây có một loại hàng nữa cũng có giá là 150.000 thôi, 1 kg thôi. Đó là dáng hương Vanda. Cái dáng hương Vanda này cho hoa rất là thơm các bạn ạ. Tuy rằng là màu hoa nó không được sặc sỡ nhưng mà cho mùi hương rất là thơm luôn, cực kỳ là thơm. Nên là chúng ta có một giò như này mà nở trong vườn thì cả vườn chúng ta thong thoảng cái mùi hương của Vanda thôi. Mà dòng Vanda nở hoa rất là đều. Nó nở hoa từ Tết đến tận bây giờ rồi các bạn, nó cứ nở lai dai đi vậy, nó mới gần như là em từ lúc Tết đến giờ là em chưa thấy bao giờ là nó hết cái hoa Vanda này. Đấy, mùi hương rất là thơm luôn. 150.000 một kg thôi, dòng cây này cũng khá là nhẹ. Đấy. Và còn ở đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc đây các bạn, hoàng phi hạc thì bây giờ cây cũng đang xuống lá và đang lên những mầm cây con như này nhé các bạn. Đấy. Nên là chúng ta mua mùa này rất là dôi cây. Đấy. Về cái hoàng phi hạc này có giá là 150.000 một kg thôi. Đấy. Giá rất là rẻ, 150.000 một kg. Và ở đây là long tu xuân, hàng cây giống, nói chung là lô hàng xấu. Em lấy về để chia sẻ với mọi người là với cái giá rất là rẻ luôn. Là xem nào. Là 250.000 một kg nhỉ đúng không? 250.000 một kg các bạn ạ. Đấy. Dòng này thì nói chung nhìn nó cũng khá là sơ sát và cây đang lên mầm các bạn. Đấy. 250.000 một kg nhé mọi người. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người đây. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em hoặc là nhắn tin trực tiếp chúng em nhé. Để chúng em lên đơn hàng và gửi hàng đi trong ngày luôn cho các bạn. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.